không sợ gì đâu. Không sợ thì không quen rồi. Chào các bạn, Lão Phượng là ông già tỷ phú thời gian, thích lang thang khắp nơi bằng xe máy. Mời các bạn đăng ký, chia sẻ các trải nghiệm khám phá với Lão Phượng nhé. Trong series lang thang khắp Việt Nam này, Lão Phượng chia sẻ những trải nghiệm khám phá trên những cung phượt ngắn trong vài ba ngày. Lần này, chúng ta gửi xe máy, làm một chuyến phượt sông nước đến thị trấn Sông Đốc, tham quan rừng tràm Trà Sư và tràm chim. Các video clip này Lão Phượt quay bằng điện thoại di động để quên trong nhiều năm. Nay dọn dẹp, ngẫu nhiên tìm lại được. Chúng ta đang trên cano chạy trên sông Ông Đốc tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Sông này dài 58 km, bắt nguồn từ ngã ba sông Cái Tàu. Sông Chẹn chảy về hướng Tây ngang qua nhiều làng xóm đã được định cư lâu đời. Xóm Sở, Cán Dù, Nổng Kè, Ông Tự, Thang Chơi và đổ ra cửa Ông Đốc ở phía vịnh Thái Lan. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn có nhiều sông rạch nhỏ, rạch Cái Tàu, rạch Giếng, rạch Cui, rạch Giáng, rạch Vọ. Dòng sông này trước kia còn có tên là Khoa Giang. Tên gọi sông Ông Đốc xuất phát từ truyền thuyết, trong thời gian bị quân Tân Sơn truy đuổi, Nguyễn Ánh cùng đoàn tùy tùng chạy về phương Nam. Một hôm chạy trốn vào xóm Cái Tàu, rồi dự định theo con sông này để ra hòn Thổ Chu, nằm ngoài vịnh Thái Lan sang nước Siêm La, xin cầu viện. Không ngờ, đoàn thuyền vừa đi khỏi vàm rạch Cui một quãng thì quân Tây Sơn đuổi tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đô đốc thủy binh Nguyễn Văn Vàng ở trong đoàn tùy tùng bèn tâu với vua xin cởi hoàng bào cho ông mặc, để ở lại cản trở và đánh lạc hướng quân Tây Sơn. Nhờ vậy, Nguyễn Ánh thoát lên bờ và trốn lên rừng Khánh Bình. Còn đô đốc Vàng thì bị quân Tây Sơn giết chết, xác chìm xuống sông sâu. Quân Tây Sơn tưởng rằng đã giết được Nguyễn Ánh, không truy đuổi nữa. Nguyễn Ánh nhờ vậy mới thoát thân. Cảm phục trước sự hy sinh cứu chúa của đô đốc Vàng, người dân ở đây gọi con sông này là sông Đốc Vàng để tưởng nhớ vị đô đốc thủy binh đã tận trung. Dần dần, cái tên gọi sông Ông Đốc trở nên quen thuộc với người Cà Mau, có khi dân gian gọi tắt thành sông Đốc. Chúng ta đang trên chiếc xuồng tham quan khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư. Khu du lịch sinh thái này nằm trên địa bàn ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, nơi mũi thuyền là cô cán bộ kiểm lâm. Theo cô, đây là cánh rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hồng, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật và thực vật thuộc hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Với diện tích 845 hectare, phần lớn loài cây ở rừng này là cây tràm trên 10 tuổi, cao từ 5 đến 8 mét. Về động vật, trong rừng tràm Trà Sư có 70 loài chim, trong đó có 2 loài chim quý hiếm đã được ghi trong sách đỏ Việt Nam là giang sen, Micteria leucocephala và điên điển phương Đông, Anhingame lanaster, 11 loài thú, trong đó có loài rơi chó tai ngắn quý hiếm cũng đã được ghi vào sách đỏ Việt Nam, 25 loài bò sát và ếch nhái, trong đó có cả rắn hổ mang, rắn cạp nong, 10 loài cá xuất hiện quanh năm và 13 loài chỉ xuất hiện vào mùa lũ. Về thực vật, ở đây tụ họp 140 loài thực vật, trong đó có 22 loài cây gỗ, 25 loài cây bụi,
10 loài dây leo, 70 loài cỏ, 13 loài thủy sinh, 11 loài sinh cảnh, 78 loài cây thuốc và 22 loài cây cảnh. Chúng ta đang trên xuồng trong vườn quốc gia Tràng Chim với tổng diện tích 7.313 ha, nằm trong địa giới của 5 xã và thị trấn Tràng Chim thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Tràng Chim là một khu đất ngập nước Đồng Tháp mùa, được xếp trong hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam. Nơi đây có nhiều loài chim quý, đặc biệt là sếu đầu đỏ Rusa Iverni, một loài chim cực kỳ quý hiếm, có tên trong sách đỏ. Nơi đây cư trú của trên 100 loài động vật có xương sống, 40 loài cá và 147 loài chim nước. Trong đó, có 13 loài chim quý hiếm của thế giới. Ở đây có 130 loài thực vật, phân bố đơn thuần cũng như xen kẽ với nhau, tạo thành những quần xã thực vật đặc trưng như cỏ năng, cỏ nồm, lúa ma, lác nước. Thank you.
sông nước miền Tây Nam Bộ thật đẹp và sinh động phải không các bạn? Có dịp các bạn nên đến đây để trải nghiệm nhé. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng Lão Phượt. Hẹn gặp lại các bạn trong series Độc Hành Đông Dương lần 2 nhé. Tạm biệt các bạn. Bọn nó xem mình ấy, mình xem nó xem lại mình ấy, nó sợ gì đâu. Nó sợ gì đâu. Ở bên ngoài, nó đang ở bên ngoài, nó sợ gì đâu.